Xin chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Minh Vaccarini, là Best Sommelier của Việt Nam năm 2009. Các bạn thân mến, hôm nay có một chủ đề hết sức là độc đáo và thú vị liên quan đến trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn là một trong 10 món ăn mà kinh dị nhất thế giới. Đối với người Việt Nam mình thì trứng vịt lộn thì rất là thân thuộc, là một trong những món ăn yêu thích của nhiều người. Nhưng đối với người nước ngoài, khi mà họ thấy một quả trứng vịt lộn bóc ra và có nguyên một con vịt con như vậy thì họ cảm thấy rất là khiếp sợ. Nhưng đối với mình thì bản thân mình cũng rất là thích trứng vịt lộn. Nhưng có một câu hỏi đặt ra, đó chính là loại rượu nào phù hợp để đi kèm với trứng vịt lộn? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm ra cái câu trả lời cho cái câu hỏi thú vị này nhé. Đầu tiên thì phải nói về trứng. Trứng là một trong những món ăn mà rất khó để đi kèm với lại các loại rượu vang các bạn, bởi vì cái tính chất của trứng như vậy, cho nên là thông thường họ chỉ kết hợp với lại rượu vang bọt, rượu vang nổ, các loại spumante, prosecco, champagne hay là cava của Tây Ban Nha. Còn đối với trứng vịt lộn thì sao? Trứng vịt lộn thì ngoài lòng đỏ trứng ra còn có cái con vịt con ở bên trong nữa. Vậy thì nó có một ít thịt ở bên trong. Thì đối với cái tính chất của trứng vịt lộn như vậy thì ở nhà mình mọi người hay kết hợp với lại các loại rượu nếp nè, rượu gạo nè, vodka nè, soju hay là sake của Nhật Bản chẳng hạn. Thì đối với dòng rượu mạnh đó, mình hoàn toàn có thể kết hợp được, bởi vì nó có nồng độ cồn cao, và ngoài ra còn có cái hương thơm, hương vị của rượu gạo nữa. Do đó hoàn toàn có thể kết hợp được. Còn đối với rượu vang thì như thế nào? Đối với rượu vang thì tốt nhất là mình tìm những chai rượu vang trắng, có độ freshness, có nồng độ axit cao một tí và nồng độ cồn cao. Thì khi có độ axit cao, nồng độ cồn cao thì sẽ kết hợp với lại trứng vịt lộn là hoàn hảo nhất. Cộng với khi mà mình ăn trứng vịt lộn thì các bạn thường ăn kèm với lại một chén muối tiêu chanh, có thêm một ít tiêu, có thêm một ít ớt, có thêm một ít gừng, đặc biệt là ở ngoài Bắc thì các bạn hay ăn với lại gừng nữa. Thì với tính chất ở trong cái muối tiêu chanh đó, hay là các ở ngoài Bắc thì các bạn dùng với lại quả quất nữa, hay là gọi là quả tắc đó, thì với sốt muối tiêu chanh, tắc, gừng, ớt và tiêu đó sẽ kết hợp với độ freshness cộng với lại cái vị của hộp vịt lộn nữa, thì nó sẽ làm cho trứng vịt lộn tăng cái hương vị và cái hậu vị tốt hơn các bạn ạ. Vậy thì vang trắng mà được ủ trong thùng gỗ sồi thì sao? Nếu như vang trắng ủ trong thùng gỗ sồi thì sẽ không kết hợp được các bạn nhé. Nó sẽ làm cho cái hương vị nó bị lệch lạc đi. Giống như bên tay phải của mình đây, đây là một cái chai Chardonnay của Slovenia, và chai này được ủ ở trong thùng gỗ sồi, và đây là một sự kết hợp rất là khập khiễng. Do đó mình sẽ không lựa chọn. Mình sẽ lựa chọn một cái chai vang trắng mà nó có cái độ freshness, có độ axit cao một tí và có nồng độ cồn cao một tí. Thì cái chai này là chai Sauvignon Blanc của Venezia, của Italy, là một cái sự kết hợp hoàn hảo đối với mình. Hy vọng là qua cái video clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một cái câu trả lời cho một câu hỏi độc đáo như thế này. Rượu mạnh, vodka, soju, sake, rượu gạo, rượu nếp có thể kết hợp được. Rượu vang trắng, freshness, tươi mới, không ủ trong thùng gỗ sồi, có thể kết hợp được với lại trứng vịt lộn. Các bạn thấy video clip này như thế nào ạ? Các bạn hãy nhớ like, share và subscribe kênh YouTube cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.